Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Thì hôm nay mình vừa mới xong việc buổi sáng tối hôm qua cho nên hôm nay mình ở nhà thì cũng tranh thủ làm cái video để giới thiệu với anh em một vòng về cái khu vực mình nuôi chim và những cái chú chim mình đang có và một buổi sáng của mình nó sẽ như thế nào. Thì thường là sáng mình sẽ dậy mình sẽ bắt đầu đã đông trứng kiến, đem cào cào và dế ra khỏi tủ lạnh ha. Sau đó mình sẽ chuẩn bị những cái suất ăn như thế này thì để dành cho cái những cái chú chim trong nhà mình, thì mỗi con mỗi cổ phần khác nhau thì mình sẽ đi tới từng lồng mà mình cho anh em xem nha. Rồi thì mình bắt đầu đi với mình ha. Thì cái này là dành cho một cái chú thang thay lông của mình, thì một cái này là chế độ ăn một ngày của nó nha mọi người. Đây nó đây rồi, nó rất lâu mà không còn gì nó vẫn chơi, chứng tỏ là cái sức khỏe của nó vẫn rất là ok ha, nuôi nó vẫn ổn. Mình sẽ cho nó ăn. Nói chung con này thì nó chim con lên cho nên là nó lào lắm rồi, ăn uống mỗi sáng mình cho ăn như thế này. Lúc nãy thì mình cũng tranh thủ mình thay nước cho nó rồi, nước này mình thay mỗi 2 ngày một lần thì giờ thì không cần phải thay nữa. Cho anh em xem lông lá của nó rất là nhiều luôn. Ok, rồi, bye bye mày nhé. Rồi, mình đóng lại đi cho nó nghỉ ngơi anh em ha. Mình sẽ kế tiếp mình đi thăm một số cái con khác trong nhà mình. Ok, mình đang đi lên lầu đây. Thì trên này mình có một số cái chim trên này. Đầu tiên là một cái chú kề thang. Thì cái bạn này hôm trước mình có quay video cho các bạn xem á, thì đã thay lông sắp xong rồi, thì chắc cũng được 90% lông rồi. Thì sáng nay mình có cho nó ăn cào cào sớm nên là bây giờ mình không cần phải cho nó ăn thêm nữa. Tại cái thời điểm ra lông này thì mình sẽ bổ sung cào cào là chủ yếu cho nó thôi, chứ không cần phải cho ăn gì thêm hết. Ví dụ như anh em thương nó quá thì lâu lâu có thể bổ sung thêm chút xíu trứng kiến mà mình có pha vitamin ha. Tại lông nó ra khá là ok rồi, nhưng mà mỗi cháu còn dài lắm, mình nghĩ chắc cũng phải cả tháng nữa là nó sẽ bắt đầu vô lửa và ok ngay. Và không, con này là mình vừa mới nuôi lông xong luôn nha anh em, lông cực kỳ bóng mượt luôn. Hôm sáng mình cho nó ăn cào cào như thế này. Rồi đây là một cái chú chè đất, thì mình sẽ mở ra để cho anh em xem ha. Thế anh em, mình mới bung máu con chuột đất này, bây giờ mình sẽ cho nó ăn nha anh em. Sau đó mình sẽ đem nó phơi nắng ở phía trên kia. Mình có một cái hệ thống sào phơi nắng, những cái móc treo phơi nắng ở đây. Thì tại này cái này là sân thượng cho nên là không có bị tác động gì hết. Cho nên là buổi sáng phơi nắng rất là ok. Cái này là một cái khẩu phần ăn mỗi ngày của một chú chuột đất, giống như mình đã giới thiệu anh em ha. 1-2 thìa trứng kiến lại một bịch cào cào là nó ok rồi anh em. Đó, bây giờ mình sẽ cho nó ăn và sau đó mình sẽ đem nó phơi ra. Đây. Ok, ở đây con trai. Con này chim con lên mới 1 mùa rưỡi. Trời, tôm gà rất là đẹp. Tại vì nó cũng chưa có lửa nhiều cho nên nó còn hơi nhát á. Thì chắc cũng tầm cỡ tháng rưỡi nữa rồi đâu. Nó tới đỉnh lửa, tại vì dạo này Sài Gòn nó mưa nhiều quá anh em. Đây, tụi trời đất này nó rất khá là khó chịu với cái việc là biến đổi cái nhiệt độ nó thay đổi á, cho nên là nó không có được sung lắm. Thôi đó. Tiếp tục mình di chuyển vô trong phòng này. Thì phòng này nó là cái phòng dành cho những chú chim thay lông và sắp thay lông của mình. Cái này là một cái chú chào màu. Thì hôm qua mình có cho nó ăn rồi. Lồng dưới bố nó rớt cũng khá là nhiều rồi. Cho nên là hôm nay mình sẽ không cho ăn nữa. Tại vì mấy con thay lông thì mình sẽ cho ăn cách ngày. Cái này là một chú chè đất, nó đang chuẩn bị thay lông cho nên là mình đang bắt đầu bồi dưỡng nó nhiều hơn. Và mình ngưng cào cào ha anh em. Sắp thay lông rồi thì mình ngưng cào cào.
Trò này chủ yếu là trứng kiến và dế thôi. Còn cái nước màu vàng này là vitamin. Chắc là mình sẽ thay cái nước này đi và mình sẽ tiếp tục cho nó ăn một cái suất giống như vậy, vẫn là dế và trứng kiến nha anh em ha. Rồi, để mình thay nước cho nó cái đã. Ok, mình mới thay nước mới cho nó, với lại là cho nó thêm mồi cho hôm nay rồi, dế với lại trứng kiến rồi. Thì nó đang ăn đây anh em. Những con đất này đa số là mình nuôi trời đất con lên cho nên nó khá là dạng mà nó không có sợ người. Đó, con này thì tại vì lông nó cũ lắm rồi, nó vẫn chưa có hiện tượng thay lông cho nên thôi mình hạ cám và mình đưa nó về cái chế độ thay lông luôn. Nó ăn ngon lành luôn. Rồi ha. Thôi, cho mày nghỉ ngơi. Mình sẽ trùm nó lại và mình sẽ đem nó vô lại trong phòng. Còn đây là một cái chú chuột than thay lông của mình. Thì cái này là con than Indo, mình cũng đã từng cho nó xuất hiện trong những cái video trước ha. Lông nó khá là nặng như thế này. Ok. Ở đây. Hy vọng hôm nay nó thay lông được nhiều. Tại vì con này chim nhập nó khá là nhát, tại vì nó cũng bổi về cho nên là mình phải kỹ với nó một chút. Để mình mở nó ra để cho anh em xem nha. Đây nha anh em, lông của nó cũng rụng khá là nhiều rồi, nó bắt đầu ra lông mới á và nó khá là nhát, mình cũng chả hiểu. Chắc là để chờ nó xong lông rồi mình mới có thể là tập dạng nó lại được. Khá là nhát nha anh em. Mình sẽ cho nó ăn một cái khẩu phần như thế này và sau đó là mình sẽ tiếp tục trùm nó. Tại ngày hôm kia là mình đã tắm cho nó rồi cho nên là chắc để ngày mai ngày mốt gì đó mình tiếp tục tắm cho nó sau. Than Indo khá là nhát. Hy vọng là xong lông xong nó có lửa rồi nó sẽ dạng hơn. Ok, mình di chuyển sang cái phòng cuối cùng của mình trên này. Cái này là cái phòng cuối cùng của mình ở trên sân thượng. Thì ở đây mình có một cái chú chuột đất với lại là một chậu màu. Thì cái bạn chậu màu này thay lông chắc cũng khoảng 80% rồi. Sắp xong rồi, sắp hoàn thiện rồi. Lông cũng khá là đẹp rồi. Thì hôm qua mình mới đã cho nó ăn xong cho nên chắc hôm nay mình sẽ cho nó nghỉ ngơi đi, cho nó ăn cám với lại chuối đi. Mình không có cho nó thêm mùi tươi nữa. Này thì dạy khá là nhiều rồi. Một trong những cái bạn mà mình khá là cưng nhất nhà. Hôm nay là trời đất. Ok, mình sẽ đem nó ra ngoài anh em ha. Cho ăn cho anh em xem nha. Ok, mình mới cho bạn này ăn rồi mình cũng sẽ đem bạn này ra luôn, mình nắng luôn anh em nha. Anh em nhớ một điều là khi phơi nắng trời đất này anh em có thể phơi 2-3 tiếng gì đó cũng được, nhưng mà chú ý giùm mình một điều là nhớ quấn cái áo lồng trên nóc anh em ha. Tại vì nhiều khi nó bị nắng quá nó sẽ tự nhảy lên nó che, chứ còn anh em để không biết thì nhiều khi nó lại làm hư mất con trời đất anh em nha. Thực ra dòng này nó ở giữa đồi, giữa những cái khu mà nó cực kỳ nắng, nó không bị gì đâu. Nhưng mà mình làm vậy cho an toàn. Thì cái bạn trời đất này của mình thì cũng mới vừa xong lông thôi, là mới đầu vô lửa thôi. Nó cũng khá là nhiều rồi. Còn bên này thì bạn vừa nãy thôi, mình sẽ phơi như thế này. Đó, bây giờ mình sẽ xuống và đem cái bạn trời than kia lên ha. Mình trời than mới xong lông lên phơi nắng cho nó luôn tí nha. Rồi mình sẽ nói sơ anh em cái cách phơi nắng cho chòe than mà mới xong lông anh em ha. Đó, đây, mình vừa đem cái bạn than ra phơi chung đây. Thì cái này cũng là kinh nghiệm của mình, tức là khi các bạn thấy những cái chú chòe than của mình nó sắp
sửa hoàn thiện lông, tức là cái không còn thấy lông rụng nhiều và cái lượng phấn nó rớt ở dưới bố nó cũng ít đi và lông nó bắt đầu dài ra, thì mình sẽ bắt đầu phơi nắng nha anh em. Thì giống như mình thì mình sẽ thường phơi nắng sáng khoảng 6:30 7 giờ gì đó, mình phơi cho nó khoảng 20-30 phút thôi, tại vì cái này là cái thời điểm nó mới xong lông, lông của nó chưa thực sự là hoàn thiện á, cho nên là mình chỉ gọi là phơi để cho nó bắt đầu bắt nhịp lại với cái nhịp phơi nắng và nó hấp thụ những cái vitamin để cho cái lông nó chắc khỏe hơn, nó đẹp hơn thôi, chứ mình không có phơi nhiều nha anh em. Phơi nhiều cái thời điểm này thì rất là dễ gây ra cháy lông, hư lông cho chim nha. Mình phơi khoảng 15-20 phút, 30 phút là tối đa. Nếu như mà nắng quá thì anh em phơi 5-10 phút anh em đem vô thôi, chứ không cần phải phơi nhiều. Tại vì nhà mình là có nắng sớm, 6 giờ 6:30 sáng là có nắng rồi, cho nên là mình phơi 30 phút không vấn đề gì hết. Còn một số anh em nhà mà không có điều kiện phơi nắng á, mà chỉ có nắng trưa thì mình cũng phơi 5-3 phút gì đó mình đem vô thôi, 5-7 phút thôi nha anh em. Rồi tới khi nào mà mình phơi và khi mà lông nó hoàn thiện rồi á thì bắt đầu mình phơi nhiều hơn, nghĩa là mình đem ra phơi tới khi nào mà một là anh em canh cái nắng, mà nắng nhiều á thì phơi 35-40 phút, 45 phút, mà nắng yếu yếu mình có thể phơi 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Hoặc là anh em để ý là khi mà con chim bắt đầu nó hả miệng á thì anh em đem vô, tức nghĩa là kia đó nó đã đủ nắng rồi. Thì càng phơi càng về sau thì cái thời gian con chim nó há miệng nó sẽ càng lâu, chứng tỏ cái thể lực nó sẽ tăng theo thời gian nha anh em. Đó, mình chú ý một điều là khi con chim mà còn yếu á, anh em để ý là mình đem ra phơi nắng chút xíu là nó sẽ há miệng ngay. Đó, nhưng mà khi mà nó đã ok, nó có lực rồi á thì nó khá là lâu ha anh em ha. Rồi khá là ok. Đất này của mình nó hốc. Hốc suốt trời thanh á mà. Sáng ra thì mình cũng chỉ vậy thôi, mình phân chia khẩu phần ăn cho tụi nó hết, sau đó là mình đem nó tụi nó ra phơi nắng giống như thế này. Mà ngoài này thì hôm trước cũng lửa khá là nhiều rồi, nhưng mà chắc dạo này mưa quá cho nên hơi tục, mà này thì ổn định hơn. Trời thanh anh em ha. Rồi mình còn một cái chú chòe lửa và một con thang con mà bị lỗi cái ngón chân, nó vô tình nó bay vô nhà mình cũng đem mình nuôi, mình đang để ở dưới lầu 1, thì bây giờ mình sẽ dưới xuống dưới đó rồi mình cho ăn và rồi mình quay cho anh em xem ha. Đây là cái con chòe lửa của mình anh em ha. Thì nó thay lông chắc cũng sắp xong rồi, tại vì đuôi gốc của nó là tới 22 hơn lận, cho nên là bây giờ nó ra chắc cũng khoảng 20 thôi anh em. Nó đang ra rồi thì mình nghĩ chắc một thời gian nữa thì nó sẽ đủ thôi. Thì mình chuẩn bị sẵn cho nó thức ăn như thế này đây, trứng kiến. Thì chủ yếu con chạy lửa này nó ăn trứng kiến với lại dế sâu cào cào. Tại vì trong quá trình thay lông và mình muốn đẩy cái bộ lông nuôi của nó phát triển mạnh á, cho nên là mình bơm cái protein nhiều, thì trong trứng kiến này cái lượng đạm nó cực kỳ cao nha anh em. Cho nên là mình cho nó ăn cái này là hợp lý ha. Đây là cái chạy lửa của mình. Thì hôm nay trời nó không có được nắng lắm, với lại nó hơi gió là lạnh, cho nên mình quyết định sao không có tắm cho nó, mình chỉ cho nó ăn thôi. Nó thì lông nó ra đuôi rồi rất là đều, cho nên là mình khá là ưng ý con này. Đuôi của nó dài, nó ổn định theo tất cả các năm nha anh em ha. 3-4 mùa rồi, mùa nào nó cũng 22 hoặc là 22.1, 22.2 gì đó, nó rất là ổn định ha. Và con này nó thay lông cũng cực kỳ nhanh luôn. Bộ đuôi này nó chỉ mất có gần 1.5 tháng mà nó đã ra dài như rồi này nè anh em. Thì ở những clip sau đi, mình chờ nó xong lông hẳn đi rồi mình sẽ làm những cái clip cho hướng dẫn anh em cách vô lửa và chăm sóc cái những cái chú chòe lửa nó giống như thế này ha. Con này nó cũng có thi thố, nó cũng có giải rồi, thì có gì mình sẽ hướng dẫn anh em ha. Mình sẽ cho nó ăn rất là ghê anh em. Hôm trước mình để cái này 1-2 ngày, mình cho vô một cái khay trứng kiến như thế này, giờ nó chỉ còn lại mỗi kiến thôi, ăn hết trứng rồi. Mình vừa cho nó ăn như thế này đây. Đó. Đó, bây giờ mình chỉ còn một con thang nữa là mình sẽ kết thúc cái buổi sáng của mình chăm sóc với những cái chú chim ha. Rồi mình sẽ đem cái chú chơi thang kia ra cho anh em xem.
Hello anh em, cái này là một cái chú chòe than non của mình. Con này thực ra mình cũng có mua mà cũng chả có giao dịch ở đâu hết. Cái này là khi mình mà phơi nắng cho cái dàn chim của mình ở trên sân thượng á, thì nó bay vô nó xin ăn nha anh em. Chắc là của người ta nuôi sẩy, thì tại cái lúc mà người ta bắt nó, anh mình bắt được á, thì cái ngón chân giữa với bên chân phải của nó này nó bị gần như là đứt lìa nha anh em, nó bị hoại tử, cho nên là bắt buộc là mình phải cắt nó đi và mình đem về nó mình giữ nó chắc cũng được 10 ngày rồi á. Giờ thì nó ăn uống khá là ok, mình đã nghe hót đi gió lại rồi, nhưng mà có vẻ như là cái chân của nó vẫn còn thốn á, nên là nó chưa có tự tin bấm cầu được. Nhưng mà không sao anh em, coi như là có duyên thì mình nuôi nó thôi. Cho nó ăn bình thường, chế độ cũng khá là ngon luôn. Chứng kiến cào cào này nó xinh ăn ghê lắm, thì giờ mình cũng sẽ cho nó ăn, sau đó là mình phơi nắng cho nó nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem những cái video của mình, có gì like, share và nhớ subscribe kênh của mình anh em ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.